mưa hoài nó cũng chán đúng không? Đã đến lúc mình phải hên rồi. Nó cái gì đây? Kéo cho anh. Thôi là dịch tự nhiên quên tiếng Việt luôn, chống lại được thời tiết lạnh nhá. Ở ông Vũ không nên được luôn á. Em ơi, đẹp ấy, đẹp dã man. Người phải mở được cái áo tròn nha. Ok, sao cái áo tròn là toàn khối nha, khối nữa cho xem nè. Ủa là trời, ngày hôm nay sao mọi người, mới là cái áo tròn ra tới cái bốt nữa. Ghê, thật tiếp theo ra xe đi trời, xe. Ui, lại muốn biến mọi người. À, mình chưa ra cái thảm nè mọi người. Khối thì ra quá trời rồi, mình chưa ra cái thảm nha. Thiệt luôn, sáng nay cái miệng mình linh dạ mang ý. Mình thấy sáng nay mình hên lắm luôn, cái thề luôn. Baby. Ui, ra trời kìa. Nhân phẩm ta chứ không phải nhân phẩm tôi nha.